Rồi, em với cả chào tất cả anh em ha. Thì tiếp tục chiều hôm nay thì sới em lên cho anh em xem một lô máy bình thùng cỏ thôi anh em ơi. Đấy, bình thùng bình cỏ thôi. Và giá tiền thì anh có niêm yết lên trên máy nè, 300-250 gì đó. Nói chung là có làm mấy món đồ hơi nữa. Thì cái hàng này thì em không có bao gì đâu anh em nha. Nói chung là em bán sát bán ngù luôn anh em ơi. Đó, hàng về sau làm bán vậy. Đấy, bóc hên xui. Thì anh em ưng ý thùng nào alo trực tiếp gạch cho em hai số điện thoại bên dưới, rồi anh em chốt thêm mã số một chút xíu, anh em ghi mã số ở phía trước cái giá tiền anh em nha. Đó, khi chốt xong thì anh em vui lòng cọc cho em mỗi đơn hàng 100k trở lên tùy theo giá trị món hàng anh em ha. Còn lại em sẽ code về đến nhà, khi nhận hàng anh em vui thùng kiểm tra đúng với hàng của mình đặt thì anh em nhận, còn nếu không đúng thì anh em coi như là gọi lại cho em để em giải quyết luôn. Đấy, mình có anh em ha, không bao sóng thôi anh em nha, hàng về sau bán vậy luôn. Rồi cho anh cho biết rồi thùng đầu tiên. Sao mã nhiêu em? Em đi dọn hả? 536. Rồi 536. Rồi thùng này 600k anh em nha, bao ship anh em ơi. Đây một con. Con này thì nó còn chạy nè, hết pin luôn rồi. Một máy một pin và một sạc. Đây nó dơ dơ anh em giờ vệ sinh lại nha. Đấy, thằng em thì em không có vệ sinh. Rồi một con 536 600k, một máy một pin và một thùng, nó hơi cũ cũ thôi. Rồi 537 anh Tư ơi. Rồi 537 thùng này 550 luôn. Thì con này là con Makita. Đấy, 5016. 5016 đôi 12V. Đó, một máy hai pin và một thùng. Đầu cổ thì ok anh em nha. Đó. Đầu cổ một máy hai pin, một sạc và một cái thùng. Rồi này 510 537 550k luôn. Rồi cây này là cây súng hơi anh em nha, 538 được cái thùng đẹp thôi. 350 luôn. Đấy, Makita súng đinh cuộn này, cò nó cứng anh em ha. Anh em giờ vừa xin làm lại ha. Đây đinh Makita. Đấy, từ bỏ sao ta, bỏ sao chết rồi. Đây, đúng không? Chắc vậy á. Đó, Makita anh em nha. Rồi ok. Đó, con này 350k. Đó, em 538 350 luôn. Em không biết nó là cái bắn cái đình gì luôn, đình cuộn. Rồi 539. Rồi con này 750, con này Hitachi WH12DM. Đó. Hàng này nó cao anh em nha. Đó. Rồi, con này nhìn sạch sẽ ok anh em nha. Hàng thùng nó mắc hơn hàng rời ngồi anh em nha. Đó, giờ thì vệ sinh thì nó đỡ hơn. Đấy. Rồi ok. Rồi 539. Một máy một pin một sạc 750 anh em nha. Rồi 540, 550 thùng này nó bị bứt rồi nè. Một máy hai pin. Đó. Con này là EZ 6501. Một máy hai pin anh em nha. Hai pin bự. Rồi một máy hai pin, cái thùng này nó cũng nát rồi anh em ơi. Rồi 540, 550 thùng này luôn. Rồi 541. 400k con này. Con này thì nó là 12V, hàng xích, hàng Đài Loan anh em ơi. Hàng Đài Loan xuất nha, 12V. Đấy. 540. Đó. 541. 541 400k luôn. Tôi tự anh coi cái thùng. Cái thùng này nó hơi tét anh em nha. Thùng này nó tét nè. Đấy. Được con cái là nguyên bộ thôi. 541 400 luôn. Rồi 542. Thùng này 550 luôn em nha. Đầu của nói chung là con này ok nè. EZ T 601. Đấy. 542 550k 542 được rồi. Lật đóng thùng lại rồi mình lật cái thùng. Đấy. Rồi ok. Rồi 543 300k. Con này 9.6 thôi nhưng mà được con cái nó có hai cái đầu này nè. Đây là một đầu vít chuyển bu lông này thôi. Đó. 14-16 da băng với lại nguyên một bộ mũi khoan trong đây. Đây. Nguyên bộ mũi khoan này anh em ơi. Mũi khoan này đáng đồng tiền bát gạo luôn anh em. Đó. Mũi khoan Makita nha. Rồi. Rồi một máy pin.
Con này thì nó là ok hết á, mới tinh đầu à, mới tinh à. Đầu nó mới tinh à. Chỉ 7.2 thôi. Đấy. Rồi, 543 cái thùng này là thùng nó cũ lắm rồi anh em ơi. Đó. Không có tay luôn, 543 300k. Rồi 544 300 luôn. Rồi con này. Đây, rất ok luôn. Đó. Con này 9.6 anh em nha, một máy hai pin, một sạc. Một máy hai pin một sạc rồi 300k luôn. Được rồi, không cần lo bay đâu. Nhìn cái hình của nó là anh em biết rồi. Còn mới 90% luôn á. Rồi 544 300. Rồi 545 450 luôn. Rồi cái này là xích 12 luôn em ơi. Đó, hàng xích 12 nha. 450 một con. Vít 12V hàng xích sơ edit. Rồi ok, đi luôn. 544 450 luôn. À quên 545 nhá. 545 450 luôn. Rồi 546 500. Con này là con Hitachi 12V, hai pin cao. Máy khon anh em nha, đầu cổ nó nè. Đấy. 12V. Một máy hai pin, một sạc bỏ nắp. Rồi coi tao giấy luôn mà. Rồi 546 500k thùng này luôn. Rồi 547 700 thùng gì đây. Rồi con bê tông EZ. Cái này nó bị mất tay rồi anh em. 24V. Lấy máy ra. Một máy hai pin. Đó. Đảo chiều ok nha, hai chức năng. EZ 6810. Nó là EZ 6810. 547 700k luôn. Rồi 548 con này. Lên điện anh em nha, yếu pin rồi. Con này nó là 12V Ryobi. Nó còn mới tinh rồi. Đầu cổ này. Rồi một máy hai pin, một sạc. 548 650 luôn. Rồi 549 250 luôn. Con này nó chỉ là 9.6 thôi anh em nha. Đó, máy khoan 9.6 thôi. 9.6. Rồi ok. 549 250 luôn. Thùng nó không có tay đâu anh em nha. Thùng này nó bị bởi bởi giờ mày. Rồi ok đi luôn. Rồi con này 550 700. Hàng Geratu. Đây còn trong hộp luôn em ơi. 2 4 6 8 11 con này đầu chuyển qua 3/4 luôn nè. Đó. 11 cái đầu. Đây. 11 cái đầu với lại một con máy anh em nha. Đây. Một con máy. Rồi. Cò bóp ok luôn. Đảo chiều. Cứng anh em nha. Đó. Được mớ đầu là ok thôi. Đầu 1/2. Lắc lắc cái đầu anh, lắc cái đầu. Rồi. Ok. Rồi con thùng này 550 700k, em cũng không bao sống đâu anh em nha, mấy mặt hàng này. Rồi 551 500k luôn. Thì con này cái tay nó cũng bị hư luôn rồi. Đó. Con này EZ6207. Đầu dạng đầu anh. Không dạng ở ngoài, dạng ở trong nhé, dạng ở trong á. Đó. Đó, đúng rồi. Đúng rồi, được rồi, được rồi. Rồi dạng được rồi. Cái đầu ra vô bình thường nha. Đấy, máy đây. Con này là máy khon. Rồi. 6EZ6207 mà 551 cái thùng này nát rồi anh em nha. 500k luôn. Rồi cái này 552 400. Này, cái này được mớ phụ kiện luôn em. Đây. Con nè. Máy cỏ anh em nha, con máy này máy cỏ. Được phụ kiện này nè, mớ một con mua vít lại ba cái đồ này. Nói chung là nó cũng có hàng Trung xuất thôi anh em nha, chứ không phải là hàng Nhật đòi đâu anh em ơi. Hàng Nhật nòi mà bao nhiêu phụ kiện mỗi con mua vít như đây thì không có giá 400k đâu anh em nha. Đấy. Và cộng thêm con máy pin nữa. Rồi cái thùng này nó nát anh em nha. Không gặp lại luôn anh, không còn đâu. Bỏ vô. Rồi cái thùng này nó bởi rồi. Đó, 552 400k luôn. Rồi 553 500. Con này một máy hai pin. Vít anh em nha. Đây. Đây này coi motor của nó này sáng chó ra. Một máy hai pin, một sạc 12V. Đầu không rơ luôn anh em. Được rồi. Được rồi. 550 3 500k luôn. Rồi 554 200. Đó, cái này nó không có gì đó, nó chỉ có đắp sạc với lại con máy cái cỏ thôi. Đấy. Lại cái thùng nó rớt hết đồ phụ kiện rồi. Bao nhiêu vậy thôi anh em nha. Rồi 554 200k luôn. Rồi 555 250 anh em nha. Thùng này. Con này cắt giấy thạch cao, một máy. Một máy hai pin, một sạc.
này 9.6 anh em nha. Này là các giấy thạch cao 9.6. 9.6 các giấy thạch cao một cái thùng này. Rồi. 555 250 luôn. Rồi này 556 250 luôn. Rồi này 7.2 anh em nha. Đầu cổ ra vô được nè. Cốt ok luôn. Đó. 7.2 rồi ok. 556 250 luôn. Con này 557. Này biết chuyển khôn nữa. Con này Đài Loan anh em nha. Hàng Đài Loan, hàng cũng hết hết hết. Đó. Con này nó là đảo chiều được. Đó, đảo được rồi anh em nha. Nó cứng cái này đảo chiều nữa, nó hơi cứng anh em nha. Cái hàng Đài Loan này đó. Rồi 12V thùng này. Hàng Đài Loan xúc. Rồi 400k 557 400 luôn. Rồi 558 300. Rồi con này thì nó là con 9.6. Mấy con 9.6 nó hơi mập mập. Con này hơi mập mập anh em. Đầu cổ ra vô bình thường nè. Rồi. 558 300 luôn. 358 300 rồi được rồi. Rồi 559 250 luôn. Rồi con này thì nó là một con bắn đinh. N7 đăng 75 gì đây? NH75A. Đấy. NH75A. Rồi, có đầu kính gì nữa đây? Kính bơi sao? Đấy. Rồi 559 250 luôn. Có cái dán cái số không mà cũng rồi nha đấy. Rồi 560 250 luôn. Đây, một máy, một pin. Đầu ok anh em nha. Rồi công tắc đảo chiều ok luôn. Hình thức thì trước như sau. Rồi 9.6 luôn. Đó. Một máy, một pin, một sạc. Một cái thùng. Rồi 560 250 luôn. Rồi này 561 550 luôn. Mình bỏ cái. Rồi con này. Một con khoan dạng cái đầu anh. Không phải vậy dạng hết rồi, dạng ngược lại nha nè. Đó. Nó hết mất rồi làm sao mà dạng được nữa. Rồi giờ dạng ngược lại nè, đó. Rồi một máy hai pin, một sạc. Cò bóp được ok anh em nhé. Rồi ok luôn. 561 550 luôn. Rồi 562 200. Hết chưa? Hết rồi. Hết rồi, chiều quay tiếp. Rồi con này 200k anh em nha, 9.6. Con này nó đó, nó còn nước nè. Gọi dạng cái đầu anh. Rồi, đó, anh đi con này anh đi vô vệ sinh lại nha. Có con này xấu nhất này trong bài luôn, 200k bao ship anh em ha. Rồi, kết thúc chương trình chiều trưa ngày hôm nay. Thì em lên cái lô pin này. Đấy, thì anh em xem được thùng nào ủng hộ em ha. Rồi, 562 200k kết thúc. Đây. Rồi, ok. Rồi, em xin kết thúc video đây. Chúc anh em một buổi trưa nhiều sức khỏe ha. Hẹn gặp lại anh em vào video tiếp theo nha.